Nói chung là bây giờ chỉ còn lại hai chàng trai phía trên và hai cô gái phía dưới này, có qua cũng có lại. Bây giờ mình sẽ cho ban cố vấn cũng như là tất cả các chàng trai ở bên trong lắng nghe được những gì thú vị và hấp dẫn thông qua chiếc điện thoại của hai bạn nha. Cô gái ơi, bây giờ ba muốn coi gì hôm nay trước hả ba? Coi gì cũng được. Coi gì cũng được, ba dễ dãi quá. Ảnh đi Minh Sồn thể hiện cá tính. Ảnh nha. Ý, trời ơi, nam thần nào đẹp trai dữ ta. Trời ơi. Trai. Biết nữa là ba nè. Trời ơi, nó đẹp trời. Em thấy cái thái độ của bạn bên cạnh không em? Coi lại tấm hình nó soi vô nè, soi vô. Zoom vô. Zoom vô làm chi? Bằng nữ á, có thấy đâu bằng nữ nè. Đó, thấy không? Thấy mặt ngượng ngạo không? Thôi đi, mệt mỏi. Ủa, anh Sồn, chụp hình nữa càm anh ở đâu rồi? À, mình qua cái khác đi ba ơi. Cái gì nè, tóc nè. Tóc quá tóc đẹp. Tóc này bùm bê hợp với ba nè. Đó, anh Sồn muốn coi cái này. Này là đang đi ngủ hả em? Dễ thương quá à. Bạn tóc dài này có phải là em không? À không, một cái áo đẹp. À, thời trang online à. Ồ, cái này bạn bán hàng online hả? Dạ đúng rồi anh. Em bán gì á? Em bán hàng thời trang, quần áo, túi xách. Đây 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 đây. Em bé. Trời ơi, cái đùi bác kìa, có áo không vậy? À, dạ đây là cháu ạ. Trời ơi, cái tay, cái tay, cái đùi, cái cưng quá, trà đào, đồ kìa, ăn trà rồi. Sữa. Bớt bớt đồ ăn đi nha. Trời ơi, bún bò Huế hả? Bún riêu. Tiếu. Bún riêu, bún riêu ạ. Bún riêu. Sao ra hủ tiếu vậy? Bún riêu. Trời ơi, bánh canh gà nè. Cái thứ này mà năng chanh ha. Muối tiêu chanh ớt chua chua ha. Cái lấy cái miếng gà đó, mình chấm, hiểu không? Mình đừng có ăn nó hàm hồ đó. Cái mình ăn cái miếng gà. Đó coi cái salad, lấy cái cục bò này nè, chấm như muối tiêu chanh, bỏ miếng ớt vô, hiểu không? Mình đẩy cái bò trước, mình lấy cái file cái mình chấm từ từ. Trời ơi, đừng kể đi. Ê, ly nước nè. Trời ơi, cái lẩu kìa. Đấm đụm mày ơi, đứa đợi đũa mày ơi. Trời ơi, nghỉ làm đi, anh nuôi. Ai vậy nuôi? Nhiều khi mệt mỏi khi ước có một anh đẹp trai đến bên và nói, nghỉ làm đi, anh nuôi. Nè, đọc mấy câu này mới biết được là bạn ấy là người thế nào nè, đó mấy câu kiểu này nè. Cuối cùng cũng có can đảm xóa hết đi những lần ấy cuộc đội hội thoại. Và cái biệt danh từng gọi nhau tạm biệt sẽ không còn thấy nhau nữa rồi. Lúc chia tay bồ hả em? Cái này tại vì em thấy nó cũng đúng nên là em lưu về thôi. Chia tay thì mình vẫn làm bạn được, mình vẫn giữ những cái đẹp với nhau được mà chị ha. Đúng rồi. Báo thức đi. À có báo thức coi, có dậy sớm tập thể dục. Trời ơi, coi nè. Quá sớm. Ồ khoan từ từ nha. Từ từ. 6:30, 6:31, 6:33, 6:36, 6:40, 6:45, 6:51. Đó là chứng tỏ là một người rất ngủ nướng. Mà cái số lẻ là cuối cùng là mấy giờ là em dậy? Cuối cùng mấy giờ em dậy? Chắc 9 giờ. Số 7:07 là em dậy. Chị Hương có từng chỉ mục tiêu là bạn đừng có để cái điện thoại, bạn đừng cái chỗ mình ngủ, bạn để ở xa để bạn thức dậy, bạn mở mắt bạn đi lại đó, bạn lấy để bạn tỉnh ngủ luôn. Nhưng mà mấy đứa mà mày ngủ như em á là coi như là ngủ luôn á Uga. Em cũng đi lại mở xong đi không đó tiếp. Đúng là ngủ ngay cái chỗ đó luôn, ngủ ngay cái chỗ tắt điện thoại luôn. Thôi bây giờ thôi được rồi. Bên này đi, bên này đi. Dạ, coi ví điện tử nè. Mật khẩu là 2510. Trong đây là mình ghi những cái tiền, những chi tiêu hàng ngày ở trên kia đừng có quẹt tiền nữa. Tiền thu lại nè, tiền chi nè, thu nè. Hay quá hả? Cái này gọi là cái app gì để chị về chị làm coi. Đây lắc em chị. Mỗi ngày đi học được đàn sàn khôn hay chưa? Tính ra là bạn này cũng kiếm tiền và muốn em mà giữ tiền là coi như là một xu không chạy được. Đây bạn ấy dậy sáng, từ 6 giờ. Đàm, 6 tập giờ, 7 giờ. Make up, 7 giờ đến 8 giờ tập gym cho có sức khỏe, 8 giờ 11 giờ học tại nhà, học đi cà phê đi dạo, chưa thấy đi làm nha. 11 giờ có làm việc ít chút ít thôi. Còn đi làm, đi buổi trưa là đi ngủ trưa nữa. 12 giờ. Cái tối làm chấp 2. Đi làm cái chấp thứ 2. Là buổi sáng làm chấp 1. Dù bệnh cũng nên bận cũng phải tập thể dục. 30 phút để về già không có bị bệnh. Không sử dụng điện thoại quá nhiều, hư hỏng mát. Không lười phí, tham tuổi trẻ, không thức quá 23 giờ. Ăn uống, dinh dưỡng. Tối là 23 giờ là em đi ngủ rồi đó hả? Dạ không, thường em ngủ lúc 12 giờ, 1 giờ. Nói chung ngủ tùm lum. Nhưng mà cái này là cái mà để em cân nhắc lại. Nhắc nhở em đúng không? Đúng rồi, để em nhìn vào là em nhưng mà em chưa bao giờ thực hiện được hơn. Và bây giờ là thời gian dành cho hai chàng trai khám phá điện thoại của hai cô gái ngày hôm nay. Trong khi hai chàng trai bên trong đang coi điện thoại của hai bạn thì Minh Sùng muốn hỏi hai bạn tí xíu để hay. Trong tình yêu thì các bạn là người yêu như thế nào, Loan? Nếu mà quen một người nào đó thì em chỉ có biết một người đó thôi. Tập trung toàn bộ mọi thứ vào người đó. Dạ đúng rồi. Thảo? Dạ, người đàn ông chỉ cần chia sẻ đối với em, biết trân trọng gia đình, yêu thương em, đơn giản vậy thôi. Nhiều lần bạn nhắc lại cũng là một ý là muốn người đàn ông mình là phải thẳng đường. Cái nhất, cái thứ hai là có sự quan tâm đặc biệt và yêu thương bạn. Vậy chị hỏi này nó hơi nhạy cảm chút xíu. Ba mẹ em có hạnh phúc không ạ? Dạ, cái này thì đã lâu rồi, từ năm 3 đại học tới giờ là em chưa từng được ăn bữa cơm gia đình đó chị.
tại sao gia đình mâu thuẫn từ lúc chị em sinh ra. Cao điểm nhất là năm 3 đại học thì em là người tự tay viết đơn ly dị cho ba mẹ. Ở nhà em thì mọi người đều ăn cơm bên ngoài tiệm hết, không có nấu cơm trong nhà. Mà nay nó ăn vậy đó. Rồi đi ra vô này nọ đi làm thì cũng ít khi nào gặp nhau. Ba mẹ thì cũng ít khi nào hỏi tâm quan tâm này nọ. Cho nên cái trong người em rất là thiếu thốn đó chính là cái tình cảm gia đình. Thật sự ra mà nói, em hiểu ý của chị Hương là tại sao chị Hương hỏi câu này. Bởi vì là thường cái hoàn cảnh cuộc sống gia đình nó sẽ ảnh hưởng tới cái tính cách của con cái. Cho nên là anh nghĩ là người đàn ông phía sau cũng nên có một cái sự lắng nghe các bạn. Thì hy vọng rằng là hai chàng trai này sẽ là một trong số đó. Còn cái điều này có đúng hay không thì chúng ta sẽ chờ đợi để bật mí sau ít phút nữa. Yêu. Và bây giờ xin mời hai bạn bước lên sân khấu và chúng ta sẽ gặp gỡ hai chàng trai. Xin mời hai chàng trai. Đằng sau lưng của các cô gái thì không biết là các bạn cảm nhận như thế nào. Đầu tiên chàng trai bên cạnh Minh Dù. Em cảm thấy em hơi bị rung. Nhìn vậy thấy rung. Dạ. Ở bên kia thì rung quá rồi, bên đây có rung không anh? Rung hơn. Rung cây sáo luôn mà. Nãy cầm vậy giờ đâu cầm nổi nữa. Bây giờ sẽ là thời gian quyết định của các chàng trai. Xin mời chàng trai bên cạnh Minh Sù sẽ quyết định trong vòng 10 giây có nên gọi hay không gọi cho cô gái của mình. 10 giây bắt đầu. Còn tiền điện thoại không? Sù nha. Công việc thiêng liêng của người ta chọt kêu. Tài khoản quý khách hiện không đủ để thực hiện cuộc gọi. Em nói mà số tiền trong tài khoản không đủ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, quá mà. Trời ơi. Em nói mà. Đừng luôn. Cái gì vậy? Em nói mà vậy. Không biết cái gì rồi. Kính thưa tất cả quý vị, trên đường đời có những lúc em khó khăn vấp ngã. Không sao cả. Thì mặt đất sẽ luôn luôn ở bên cạnh em. Nhưng anh sẽ hỗ trợ cho em bởi vì xe duyên mà em. Dạ. Đọc số vô. Ủa cái chuyện này chuyện nhà anh em ơi. Em thấy em bực bội quá nè. 3, 2, 3. Đây rồi em. Gọi đi, quyết định có gọi không em? Cầm lên. Bạn ấy đã gọi rồi. Đúng rồi mà. Gọi gọi anh thấy qua rồi, thấy qua rồi nhưng mà tại không đủ tiền. Trời đất ơi. Nhá lên một cái rồi nó báo có cuộc gọi nhỡ do tài khoản không đủ tiền. Đó rồi, ok, có rồi kìa. Có rồi mọi người ơi. Hai tâm sự đi, hai đứa tâm sự. Nói dài lên. Hỏi ăn cơm chưa kia nọ đồ. Là mình quay lại luôn đúng không? Hỏi thẳng đúng rồi, quay đi Trân. Quay đi. Từ em đi dùm con mặt vậy. Trời nắm tay luôn kìa. Trời ơi, người ta nắm tay rồi đó. Ở bên kia thì nắm tay là chuyện bình thường rồi. Các bạn nắm tay mà kèm theo cái gì đó để thi tình cảm của mình nữa được không? Ví dụ... Ví dụ ôm gì? Nhau, ôm cái... Hôn nhẹ đồ mới gió được không? Hôn nhẹ đồ đó. Hôn đi, hôn đi. Trời. Xin ta. Xin không? Xin. Cho anh được phép hôn em một nụ hôn. Dây dành cho hai bạn bắt đầu. Còn tiền không? Gọi hay là không? Gọi hay là không? Rồi. Nghe điện thoại đi. Anh hả? Quay lại. Trời ơi, quay lại đi. Nói gì đi, mạnh mẽ lên nào. Em hả? Trời ơi, sao? Nói tôi nghe coi. Rung quá. Giống Hàn Quốc quá.
Giống Hàn Quốc, quá. Chàng trai phố núi hãy chia sẻ đi, đây có phải là mẫu người bạn gái mà trong mơ của bạn hay không? Câu trả lời đã đưa ra rồi. Làm cái gì đi. Xin nắm tay. Em cầm cho dướng díu quá. Em cầm cho. Không cái thôi. Xin lại đó. Trời. Cô này cô chủ động hết à. Cô chủ động lắm. Chủ động chân. Và rất là vui ngày hôm nay hai cặp đôi của chúng ta ai cũng kết thành với nhau. Và xin mời bạn cố vấn lên chào quà lưu niệm ạ. Xin mời hai bạn vào giữa sân khấu. Nha, cái thế này đứa xứng lắm. Nha. Chị nhớ tới không chị? Tới chứ, mời là tới ăn liền. Chương trình Tần Số Tình Yêu. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:40 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh có hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin khép lại tại đây, nhưng đừng quên tuần sau chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Trước khi em giới thiệu về bản thân, em xin gửi lời chào tới ban cố vấn cùng hai MC.